Rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu buổi học hôm nay. Mình sẽ ôn tập về phần đầu tiên, đó là cấu tạo của hạt nhân nguyên tử. Các em biết rằng là nguyên tử thì được cấu tạo từ hai thành phần. Lớp lõi đó là hạt nhân và nó gồm có các nucleon và các proton. Còn lớp vỏ thì là các electron quay xung quanh. Đấy. Và hai cái loại hạt proton và neutron thì mình gọi tên chung của chúng là nucleon. Ký hiệu của một hạt nhân nguyên tử là XZA, trong đó thì X là ký hiệu hóa học của nguyên tố đó ở trong bảng tuần hoàn. Z là số proton, A là số nucleon. Như vậy là số neutron sẽ bằng là A trừ đi Z. Đây là một số hạt nhân của các nguyên tố mà chúng ta thường gặp trong bài tập. Điện tích của proton là dương e. Điện tích của neutron bằng 0. Vì vậy, hạt nhân sẽ có điện tích là dương ZE, tức là chúng ta lấy số proton nhân với dương E. Và đó là lý do tại sao mà cái Z này mình còn gọi tên nó là điện tích hạt nhân. Đấy. Thì ngoài cái tên là điện tích hạt nhân hay là số proton thì chúng ta còn gọi Z là số hiệu nguyên tử. Bởi vì nó chính là số thứ tự của nguyên tố trong bảng tuần hoàn hóa học. Thế còn A thì ngoài cái tên là số khối thì chúng ta còn gọi nó là gì nhỉ? Ngoài cái số khối ra thì mình còn gọi nó là, trong hóa mình còn gọi nó là khối lượng mol. Đấy, ví dụ như vậy. Đó. Ok. Rồi, tiếp theo một số hạt cơ bản như là proton, neutron, electron hay là positron thì chúng ta sẽ ký hiệu nó như thế này. Cái này thì các bạn đều đã biết rồi. Rồi, câu đầu tiên cho thầy biết là phát biểu nào sau đây là sai, các bạn chọn nhanh. Thầy sẽ đọc đáp án của 5 bạn đầu tiên. Tất cả mọi người cố gắng nhanh chóng nhé. Rồi, ok các em. Đáp án của chúng ta chính là C. Hạt nhân nguyên tử mang điện tích dương chứ không phải là trung hòa với điện, hoàn toàn chính xác. Rồi, tiếp theo. Chúng ta nói về lực hạt nhân. Giữa các nucleon trong hạt nhân thì sẽ liên kết lại với nhau bằng một lực hút rất mạnh. Và lực này chỉ có tác dụng ở trong vùng kích thước của hạt nhân. Ví dụ như ở đây thầy có cho các bạn là đường kính là 10 mũ trừ 5, 10 mũ trừ 15 mét. Đấy, và đây được gọi là lực tương tác mạnh. Thì đấy chính là khái niệm về cái lực hạt nhân. Đồng vị là những nguyên tử có cùng nguyên tố của cùng một nguyên tố, có cùng số Z nhưng mà khác số A, dẫn đến là số nơ của nó cũng khác nhau. Đây là một số cái đồng vị thường gặp. Cái này là đơn giản thôi nhưng mà thầy thấy là trong một số đề của mình thì có một số bạn vẫn còn quên. Rồi, bây giờ chúng ta tính nhanh cho thầy một số câu hỏi sau đây. Câu hỏi đầu tiên, cho thầy biết đáp án là gì. Mọi người nhanh nhá. Cố gắng lên mọi người. Rồi, ok. Đức Minh, Trung Kiên, Quốc Trung. Rồi, ok. Ok các bạn. Rồi, đáp án của chúng ta ở đây thì sẽ là D. Và cách làm thì thầy nghĩ là mọi người đều biết rồi. Chúng ta sẽ lấy số hạt nhân nhân với
số proton của một hạt là 13 thì chúng ta sẽ ra được kết quả. Ok nhá. Ok, rồi. Tiếp theo, tính cho thầy số nơ có trong 9 gam nước tinh khiết. Cho thầy đáp án. Rồi, Đức Minh, rất tốt, tính rất nhanh. Trung Kiên, Quốc Trung. Rồi, Đức Bảo, các bạn khác nào? Các bạn khác tính nhanh lên một chút. Ok, bây giờ thầy sẽ hướng dẫn nhé. Nào, chúng ta biết rằng là phân tử nước thì gồm có hai nguyên tử hydro và liên kết với một nguyên tử oxy. Thì chúng ta thấy rằng là trong cái phân tử này sẽ có 8 neutron. Đấy là một phân tử. Vậy thì số phân tử nước sẽ bằng khối lượng của nước, nhớ là dùng theo đơn vị gam, chia cho số khối của nó là 18 và nhân với số Avogadro. Đến đây chúng ta nhân thêm 8 thì sẽ có kết quả là 2,408 nhân 10 mũ 23 là 10 mũ 24. Rồi, như vậy tất cả các bạn đã làm được câu này thì đều đúng, rất tốt. Những cái câu này ở trong đề thi nó sẽ nằm ở mức điểm là dưới 7 và đòi hỏi các bạn làm nhanh chứ không phải là có làm được hay không nhá. Tiếp theo đó là đơn vị đo khối lượng hạt nhân và năng lượng nghỉ. Thì đơn vị khối lượng có rất nhiều loại, tiêu chuẩn thì là kg, ngoài ra thì còn có rất nhiều loại khác nhau. Nhưng để đo khối lượng của những hạt rất nhỏ như là nguyên tử, như là hạt nhân, thì chúng ta dùng đơn vị là U. Một U được định nghĩa là 1 phần 12 khối lượng nguyên tử carbon 612. Ở đây có hai điểm lưu ý. Thứ nhất, carbon có nhiều đồng vị, phải là đồng vị carbon 612. Thứ hai, đây là khối lượng nguyên tử carbon chứ không phải hạt nhân carbon. Các em phải đọc cho kỹ, đừng bị lừa bởi hai cái chỗ đó. Nhớ thật kỹ nhé. Nhiều bạn là học không cẩn thận nhớ nhầm đấy. Nhớ chưa? Và nếu muốn dùng kg thì nó là 1,66055 nhân 10 mũ trừ 27 kg. Đây là khối lượng của một số hạt cơ bản mà chúng ta sẽ gặp trong bài tập. Tất nhiên, chúng ta không cần nhớ bởi vì đề bài sẽ cho chúng ta. Về năng lượng nghỉ thì các em biết rằng là một hạt nhân hay là một hạt nào đó khi nó đứng yên ở trạng thái nghỉ thì nó vẫn có năng lượng. Và theo thuyết tương đối của Einstein thì cái năng lượng đó là E bằng MC bình. Và từ đây thì chúng ta có thể tính M theo một cái đơn vị nữa, đó là MeV trên C bình phương. Và các bạn đều nhớ rằng để đưa từ khối lượng mà tính ra được năng lượng thì chúng ta có thể lấy cái khối lượng ở đơn vị U nhân thêm với 931,5 thì chúng ta có luôn đơn vị là MeV chứ không cần nhân với C bình nữa. Về phần độ hụt khối và năng lượng liên kết thì các bạn nhớ luôn độ hụt khối có công thức là lấy Z nhân MP cộng A trừ Z nhân MN rồi trừ đi M của hạt nhân X. Và delta M thì luôn luôn dương. Nhớ thật kỹ chỗ này, nó luôn luôn dương. Đây là độ hụt khối, được chưa nào? Đấy.
Tiếp theo là năng lượng liên kết. Năng lượng liên kết được hiểu rằng đó là năng lượng giúp liên kết các nucleon trong hạt nhân. Khi chúng ta giải phóng các ví dụ chúng ta có một cái hạt nhân và chúng ta muốn phân tách nó ra thành các hạt riêng lẻ thì chúng ta sẽ mất một cái năng lượng là V kép liên kết. Và ngược lại, khi mà các hạt riêng lẻ muốn tổng hợp lại thành hạt nhân thì nó sẽ giải phóng ra một cái năng lượng chính là V kép liên kết. Và công thức của năng lượng liên kết là lấy độ hụt khối và nhân với C bình phương. Đây là một số cái ví dụ để chúng ta hiểu cái cách để chúng ta đổi từ đại lượng này sang đại lượng khác. Đấy, ví dụ từ U tính ra kg, từ U mà các em muốn có MeV hoặc là từ MeV mà các em muốn tính ra Joule thì các em sẽ nhân như thế nào? Cái này thầy đã từng dạy các em rồi nên mọi người có thể về nhà đọc lại trong tài liệu của mình. Cuối cùng đó là năng lượng liên kết riêng. Năng lượng liên kết riêng bằng năng lượng liên kết chia cho số khối A. Được hiểu rằng đây là năng lượng liên kết tính riêng cho một nucleon. Và nó giúp chúng ta biết được độ bền vững của hạt nhân. Hạt nhân có năng lượng liên kết riêng càng lớn thì càng bền vững và ngược lại. Đây là đồ thị sự phụ thuộc của năng lượng liên kết riêng vào số khối. Thì chúng ta thấy rằng các hạt trung bình có số khối từ khoảng 50 cho đến 70 sẽ bền vững nhất. Đặc biệt với sắt có số khối bằng 56 thì nó bền vững nhất và có năng lượng liên kết riêng cực đại xấp xỉ khoảng 8,8 MeV trên nucleon. Đấy, lưu ý chỗ này. Ở bên tay phải, tức là lớn hơn 56 thì nó sẽ xảy ra phản ứng phân hạch, bởi vì khi đó nó được gọi là các hạt nhân lớn. Và ở bên tay trái, các hạt nhân nhỏ thì sẽ gây ra phản ứng nhiệt hạch. Lát nữa thầy sẽ nói về hai cái loại phản ứng này. Đây là sơ đồ bài tập. Cái này thì mọi người cũng làm tương đối nhiều rồi nên mọi người cũng hiểu được thôi. Thứ tự là như sau. Có khối lượng nghỉ thì sẽ biết được độ hụt khối. Có độ hụt khối thì tìm được năng lượng liên kết. Và có năng lượng liên kết thì chúng ta tìm được năng lượng liên kết riêng. Đấy, và có thể làm theo chiều ngược lại. Nhớ là phải đi đúng theo cái thứ tự như vậy. Được chưa nào? Bây giờ thì chúng ta bắt đầu tính toán một chút. Nào, câu hỏi đầu tiên cho thầy biết khối lượng của hạt nhân sắt bằng bao nhiêu? Làm tròn đến số thập phân thứ 6. Mọi người nhớ nhá, làm tròn đến số thập phân thứ 6. Xin mời mọi người. Rồi, bạn đầu tiên là Quốc Trung. Duy Quang, rất tốt. Các bạn khác em cố gắng tính nhanh nhé. Chúng ta ở đây không phải là chúng ta không biết làm mà thầy chỉ đang nhắc lại thôi. Nên mọi người cố gắng tính nhanh chóng. Máy tính sẵn sàng. Hà Quang, rồi, rất tốt. Tiếp đi. Rồi, Quốc Bảo, ok. Rồi, về cơ bản thì chắc là mọi người sẽ làm được thôi.
Anh Toàn, anh ấy tiếc tôi cái dấu phẩy quá cơ anh Toàn ạ. Rồi, Quang Trung, ok. Dương nào, Loan. Em cho thầy kết quả đi. Viết Dũng một thứ nữa, tính nhanh lên nhá. Ok, ở đây chúng ta có năng lượng liên kết sẽ bằng năng lượng liên kết riêng và nhân với số khối của sắt là 56. Độ hụt khối của sắt thì chúng ta lấy năng lượng liên kết và chia cho 931,5. Sau đó mình thay vào công thức và rút ra khối lượng của sắt, khối lượng nghỉ của sắt. Và đáp án của chúng ta là 55,920087. Thì không biết là ở đây thầy có bị tính nhầm không? Mọi người có thể check lại giúp thầy xem là thầy có bị tính nhầm không? Ở đây có mỗi anh Kiên là ra giống tôi thôi, còn những người còn lại thì đều ra cái 56 phẩy gì gì đấy. Mọi người tính lại xem nhá, xem là mọi người tính với tôi tính thì cái nào là đúng nhá. Ở đây thì tôi nhớ là tôi cũng đã ấn máy theo như thế này rồi. Đấy, mọi người check lại đi nha mọi người. Ok. Mọi người sai thì mọi người sẽ tự biết là mình sai ở đâu nhá. Nếu mà chưa hiểu chỗ nào thì các em chủ động dừng thầy lại để thầy chữa cho nhá. Tiếp theo này. Làm cho thầy câu này. Ở đây thầy hỏi luôn là cái hiệu đấy bằng bao nhiêu nhá. So sánh không phải là chỉ trả lời là lớn hơn hay nhỏ hơn đâu. Cho thầy biết luôn là hai cái năng lượng liên kết riêng trừ đi nhau bằng bao nhiêu. Xin mời các em. Tính đi các bạn. Nào, các em cho thầy biết kết quả. Rồi, bạn đầu tiên là bạn Trung Kiên. Em cẩn thận đấy nha, không là sai đấy nha. Bạn tiếp theo là bạn Đức Minh. Thầy nói này, hôm nay ấy, bài tập ấy gần như là không có bài khó mấy. Nhưng mà đa phần các bạn sẽ bị sai trong quá trình tính toán hoặc có thể các bạn bị hiểu sai về cái gì đó. Đức Bảo 3,422 MeV, ok em. Ba người rồi. Quốc Trung 3,422 rồi. Tiếp nào, các cô gái cho tôi kết quả đi, mấy bạn nữ nào. Rồi, ok. Bây giờ sẽ là đáp án của thầy nhé. Đầu tiên thì chúng ta sẽ có được năng lượng liên kết riêng của Li-ti. Năng lượng liên kết riêng của argon. Như vậy chúng ta thấy rằng là argon lớn hơn Li-ti. Và cái phần chênh lệch ở đây là 3,422 MeV. Rồi. Thì tôi cũng chưa hiểu sao là mọi người tính kiểu gì mà ra nó lại là cái gì mà anh Minh anh tính cái gì 3,82 là cái gì đây ở Minh? Chưa hiểu lắm. Chắc là anh chưa trừ, anh chưa biến nó thành năng lượng liên kết riêng hay sao? Anh đang để năng lượng liên kết. Nhá. Rít cái gì? Lại lý do. Chả có gì rít cả. Đi thi thì chả có gì cả. Đây là tôi đã tóm gọn rồi đấy.
Tiếp nhé. Câu hỏi tiếp theo, hãy sắp xếp các hạt theo thứ tự giảm dần độ bền vững của hạt nhân. Giảm dần độ bền vững tức là giảm dần về năng lượng liên kết riêng. Chúng ta phải tính năng lượng liên kết riêng. Sau đó thì chúng ta sắp xếp. Nào, mọi người cố lên nào. Ok. Rồi, ok. Thầy đang nhìn thấy đáp án của rất nhiều bạn rồi, rất tốt. Trung Kiên này, Loan Toàn, Hà Quang, ok. Rồi. Rồi, ok, thầy chữa nhé. Chúng ta đã có năng lượng liên kết. Chúng ta sẽ tính ra được năng lượng liên kết riêng của ba hạt này. Đây là lần lượt. Vậy các em có thể xếp được thứ tự rồi, đúng không? Thứ tự đó là heli H3 rồi đến H2. Đây là đáp án đúng, chính xác. Rồi, rất tốt. Ok các bạn. Một câu khó hơn một chút. Câu này thì cần phải biến đổi công thức một chút. Nào, xin mời mọi người. Câu này đáp án sẽ là gì? Đáp án đúng của chúng ta sẽ là gì? Bạn Trung Kiên chọn D. Bạn Quang Trung chọn C. Tiếp nào. Bạn Đức Bảo chọn D. Quốc Trung chọn A, Quang Trung A, Viết Dũng A. Chúng ta đang có khá nhiều đáp án khác nhau. Bây giờ thì sẽ là cách làm của thầy. Các bạn còn lại nếu chưa kịp thì các bạn quan sát. Đầu tiên thầy sẽ có một cái mẹo. Đó là chúng ta sẽ đặt tất cả về theo A. Ở đây AX thầy đặt bằng A nhỏ. Thì AI sẽ bằng A nhỏ trên 2. Và AZ thì sẽ bằng 2 lần A nhỏ. Rồi. Chúng ta sẽ có được năng lượng liên kết riêng của XYZ sẽ được tính như công thức mà thầy có ghi ở đây. Các em thấy rằng là cái tử ấy, thì delta E của Z lớn của Z thì nhỏ hơn X, nhỏ hơn Y. Đấy, lại thêm cái vấn đề ở mẫu nữa. Thì chúng ta sẽ có là Y sẽ lớn hơn X, lớn hơn Z.
và xếp theo tính bền vững giảm dần thì chúng ta có đáp án ở đây sẽ là A, Y, X và Z. Rồi, hầu hết các bạn đều chọn A rồi, có một số bạn thì chắc là bị đọc nhầm. Thầy lưu ý nhá, đó là chúng ta đọc đề ấy, chúng ta phải là cẩn thận chứ không phải là chúng ta cứ vội vội vàng vàng, được chưa nào? Rồi. Ok, thì đó là phần đầu tiên chúng ta tìm hiểu về, ôn tập lại về cấu tạo của hạt nhân nguyên tử. Ok. Bây giờ thì chúng ta sẽ sang phần tiếp theo. Đó là phản ứng hạt nhân và các định luật bảo toàn. Phản ứng hạt nhân và các định luật bảo toàn. Chúng ta sẽ quan sát cho thầy. Thứ nhất, thầy sẽ nói tóm gọn và những ý chính thôi. Phản ứng hạt nhân là mọi quá trình dẫn đến sự biến đổi về hạt nhân. Có hai loại phản ứng hạt nhân. Đó là phản ứng kích thích và phản ứng tự phát. Phản ứng tự phát thì nó chính là phóng xạ. Cái sự khác nhau, cái sự phân biệt giữa hai loại này đó là ở phía bên trái của dấu mũi tên, tức là các hạt trước phản ứng. Tự phát thì trước phản ứng chỉ có một hạt thôi, còn kích thích thì ở phía trước của dấu mũi tên này sẽ có hai hạt. Đấy là điểm khác biệt quan trọng nhất. Phản ứng hạt nhân khác với phản ứng hóa học ở hai điểm chính. Thứ nhất, nó không bảo toàn được nguyên tố bởi vì các nguyên tố đã bị thay đổi và biến thành nguyên tố khác. Thứ hai, nó không có bảo toàn khối lượng bởi vì khối lượng của các hạt sau phản ứng sẽ khác với tổng khối lượng các hạt trước phản ứng. Nó gây ra sự chênh lệch và nó tạo thành cái gọi là năng lượng của phản ứng hạt nhân. Trong phần này, chúng ta có 4 định luật bảo toàn để làm bài tập. Nội dung của 4 định luật đó lần lượt sẽ là như sau. Chúng ta xét nhóm đầu tiên, đó là bảo toàn số khối và bảo toàn điện tích. Cụ thể, đó là tổng số khối của hai vế bằng nhau và tổng Z của hai vế bằng nhau. Lưu ý rằng chúng ta không gọi là bảo toàn số proton mà sẽ gọi là bảo toàn điện tích. Nhớ thật kỹ chỗ này. Hai định luật bảo toàn số khối và bảo toàn điện tích được sử dụng để chúng ta cân bằng và xác định nguyên tố còn thiếu trong phương trình phản ứng hạt nhân. Bây giờ chúng ta sẽ làm cho thầy câu hỏi đầu tiên, cho thầy biết đáp án là gì. Xin mời các em. Nhanh nào. Rồi, Quốc Trung, Đức Minh, Trung Kiên. Các bạn khác cố gắng nhanh tay một chút. Đức Bảo, rồi. Thu Loan, rất tốt. Rồi, ok các bạn. Ok, rồi. Đây là đáp án của chúng ta. Đáp án chính là D, hoàn toàn chính xác. Thầy nghĩ là câu này thì mọi người đều biết làm rồi. Tiếp theo đó là bảo toàn động lượng và bảo toàn năng lượng toàn phần. Đây là hai định luật chính dùng để giải các cái bài toán, tính toán về cái phần phản ứng hạt nhân. Thì ở đây nội dung của hai định luật này đó là, thứ nhất, bảo toàn động lượng. Thì động lượng là một đại lượng vector. Đây là một cái phương trình tương đối là đặc thù. Đây, các bạn có thể nhìn thấy. Và nhớ rằng cho thầy là thằng nào mà không có vận tốc thì cũng không có động lượng. Và vì ấy, động lượng là vector, chính vì thế nên còn phải quan tâm đến vấn đề là hướng của nó nữa. Và chúng ta thường sử dụng định luật bảo toàn động lượng khi mà trong đề bài có nhắc đến góc giữa hai vector thì chắc chắn là mình phải dùng
bảo toàn động lượng. Đấy, cái này thì các em đã thực tế trải nghiệm trong các cái đề thi thử mà thầy cho rồi. Đấy, các em thấy là cứ bài nào mà nó nói đến bảo toàn, nó nói đến góc giữa hai vector gì đó, vuông góc rồi tìm góc gì đó, thì chắc chắn là mình phải dùng bảo toàn động lượng. Đấy. Tiếp theo, bảo toàn năng lượng toàn phần. Thì ở đây năng lượng toàn phần được hiểu là gồm có năng lượng nghỉ và động năng của hạt. Tất nhiên, nếu hạt nào mà đứng yên thì sẽ không có động năng, không có K. Đấy. Và động năng thì cũng bằng không nếu như chúng ta có một hạt đứng yên. Và có một mối quan hệ giữa động lượng và động năng, đó là P bình phương bằng 2MK. Cái công thức này trong các bài tập thì mình dùng rất nhiều. Đấy. Và nói luôn là chủ yếu các bài về phản ứng hạt nhân ấy, thì mình dùng đến động lượng và năng lượng toàn phần để mình làm. Đúng không? Các bạn thấy rồi. Và những cái bài đó đa phần đều là những bài ở mức điểm khoảng tầm 8, 9. Thậm chí là có một số câu khó hơn thì có thể lên đến 10. Thế tuy nhiên cái phần 8, 9 thì chúng ta hoàn toàn làm được. Thế nên tôi hy vọng các bạn rèn luyện như thế nào đó trong thời gian còn lại. Hôm nay thì cũng là ngày 20 rồi, thì chúng ta cũng không còn nhiều thời gian. Thì cố gắng là trong 2 tuần còn lại, ai mà đang yếu cái dạng này thì mình sẽ cải thiện. Rồi, một số lưu ý về bảo toàn động lượng. Cái này giúp cho chúng ta làm bài nhanh hơn. Đối với phóng xạ là một trường hợp tương đối đặc thù, thì chúng ta có là một hạt mẹ ban đầu nó sẽ vỡ ra tạo thành tia phóng xạ và hạt nhân con. Thế thì chúng ta sẽ có hạt mẹ sẽ có động lượng bằng 0. Như vậy thì tổng của động lượng của hai hạt nhân con là sẽ bằng 0. Thì chúng ta có thể chuyển vế, thì chúng ta rút ra được hai cái tỷ số như các bạn nhìn thấy ở đây. Nếu các bạn nhớ được thì các bạn dùng luôn, đỡ phải chứng minh. Trường hợp thứ hai là nếu như có hai cái vector nào đó mà nó vuông góc với nhau, thì chúng ta sẽ không cần phải viết bảo toàn gì cho nó lằng nhằng ra, áp thẳng luôn cho thầy, đó là Pythagore. Đấy, thì chúng ta sẽ có. Nếu các bạn không nhớ được thì tôi khuyên là các bạn cứ viết tử tế cho tôi nhá, cứ viết tử tế cho tôi. Rồi, bây giờ thì sẽ là câu hỏi đầu tiên, xin mời các em. Rồi, ok. Ok. Hầu hết các bạn đều chọn A, rất tốt. Ok, chúng ta áp dụng thẳng cái vừa rồi mà thầy nói, đúng không? Đấy, ra luôn, tỷ số. Rất là đơn giản. Cái này thì tất nhiên nếu mà em học thuộc được thì tốt, còn nếu em không học thuộc được thì cũng không sao cả. Bởi vì là tôi cũng không khuyến khích các bạn cái gì cũng đi học thuộc như vậy. Rồi, ở đây cho tôi biết là khối lượng hạt urani bằng bao nhiêu. Xin mời cả lớp.
Nào, đáp án của chúng ta sẽ là gì? Làm tròn đến số thập phân thứ mấy nhỉ? Thứ tư. Làm tròn đến số thập phân thứ tư. Ok, Trung Kiên, Đức Bảo. Tiếp tục nào. Đức Minh, làm tròn đến số thập phân thứ tư thôi mà Minh ơi. Làm gì mà làm tròn mãnh liệt thế? Còn ai nữa không các bạn? Ok, có lẽ là thầy sẽ hướng dẫn một chút vì là cũng hơi mất thời gian rồi, hơi lâu rồi. Câu này đáng lẽ phải rất nhanh. Đây, bảo toàn động lượng. Chúng ta sẽ có được là K động năng của hạt Tori là 0,0696. Tiếp theo, chúng ta áp dụng được bảo toàn động lượng rồi mà chưa thấy ra được kết quả. Thì chúng ta phải áp dụng nốt năng lượng toàn phần. Ở đây bảo toàn năng lượng toàn phần thầy viết vào. Và thầy tính ra được giá trị của khối lượng urani là 233,9796. Hoàn toàn chính xác. Rồi, anh Minh kiểm tra lại cho tôi xem là anh Minh tính kiểu gì nhá. Mà nó lệch. Bởi vì nếu mà ấn đúng, không làm tròn gì cả thì chắc chắn nó phải ra giống nhau. Nha, lưu ý chuyện này. Đấy, thì cách làm là như vậy. Cả lớp có hiểu được cái bài này không ạ? Nào, tất cả các bạn, mọi người đã hiểu được câu hỏi này chưa? Có vấn đề gì không ạ? Nào, các bạn còn lại, chúng ta đã hiểu được câu này chưa? Và có ai có thắc mắc gì không? Rồi, ok nhá, xong. Tiếp theo cho thầy câu hỏi này. Khối lượng của hạt Tori bằng bao nhiêu? Nó tương tự như câu vừa rồi. Cố gắng làm luôn. Câu này tôi sẽ chờ tất cả mọi người cùng ra. Đức Bảo, ok em.
Thực ra là mình chỉ cần làm tròn đến số thập phân thứ tư thôi mà Bảo ơi. Em nhìn cái khối lượng của U với cả khối lượng alpha, mình viết dài quá nó nhìn nó cũng dối. Trung Kiên mới có hai người, các bạn còn lại thì sao nhỉ? Câu này đâu có khác gì câu vừa rồi đâu. Nào mọi người, có khác gì đâu nhỉ? Sao nhỉ? Có mỗi Đức Bảo với cả Kiên thôi à? Còn những người còn lại thì sao đấy ạ? Ra nhưng không cần comment hay là không ra hay là như thế nào đấy ạ? Để tôi còn hiểu đấy ạ. Chứ hơi mất thời gian với câu này rồi. Ok, thôi thầy cho luôn kết quả nhá. Ok, Hà Quang. Nó chả khác gì cả. Đáp án của chúng ta là 229,9737. Thầy làm tròn là 9,974 nhá. Nó chả khác gì câu vừa rồi. Nên chưa hiểu sao mọi người lại có vấn đề gì khó khăn ở đây. Hoặc là có thể là mọi người ra rồi, mọi người không cần comment. Ok, câu hỏi tiếp theo. Và câu này thì bắt đầu nhắc đến vấn đề là góc vuông. Như vậy là chúng ta chắc chắn là áp dụng động lượng rồi, đúng không ạ? Nào, cho thầy biết kết quả của câu này là gì. Bạn nào có kết quả nào?
Mọi người sẽ có thêm thời gian. Bạn Đức Bảo, bạn Trung Kiên, hai bạn ra thì cũng tương tự như nhau, làm tròn thôi. Các bạn khác, thầy cho thêm thời gian, mọi người cố gắng lên ạ. Câu này thầy nghĩ là mọi người phải làm được chứ. Cố lên các em. Rồi, có lẽ là thầy sẽ hướng dẫn, mới có Đức Bảo và Trung Kiên ra thôi. Các bạn còn lại chắc là đang hơi khó khăn một chút. Không sao cả, mọi người sẽ xem lại thì chúng ta sẽ hiểu hơn. Nào, ở bài này chúng ta đầu tiên luôn luôn nhá, phải viết phương trình đã. Đấy là chuyện mà thầy luôn nhắc các bạn, không thừa đâu. Viết phương trình để chúng ta có một cái nhìn nó đúng. Thì ở đây, hạt alpha được bắn vào một hạt nhân nhôm đứng yên. Sau phản ứng ta có photpho và một neutron. Đây là hình vẽ minh họa. Chúng ta có hạt neutron này thì vuông góc với phương của hạt alpha. Vậy thì hạt photpho sẽ phải tạo với hạt neutron một hình bình hành. Trong đó thì hạt alpha sẽ có phương là đường chéo của hình bình hành này. Theo chúng ta tổng hợp hai vector. Đầu tiên, thầy sẽ áp dụng luôn Pythagore. Các bạn có thể thấy, thầy áp dụng luôn Pythagore. P bình phương bằng 2MK. Thầy chia cả hai vế cho MP, cho hai lần MP. Và thầy sẽ tìm ra được một phương trình đầu tiên có hai ẩn, đó là KP và KN. Các bạn có thể ghi hoặc không ghi. Sau này tốt nhất là về ghi sau cho đỡ mất thời gian. Tiếp theo, chúng ta áp dụng bảo toàn năng lượng toàn phần, bởi vì ta thấy rằng một phương trình thì không thể nào giải được hai nghiệm. Ta áp dụng tiếp bảo toàn năng lượng toàn phần. Lưu ý rằng là hạt nhôm không có động năng. Cũng nhóm thằng KP và KN sang một phía, phía còn lại để chúng ta sẽ dồn hết sang bên tay phải của chúng ta. Và chúng ta sẽ có được phương trình thứ hai. Đến đây, chúng ta sẽ có một hệ phương trình có hai ẩn là KP và KN. Và các em lấy máy tính ra giải. Chúng ta có đáp án. KP là 0,5585. KN là 0,7261. 62 cũng được. Được chưa nào? Ok. Thì đó là cách làm cho câu hỏi này. Cho thầy hỏi một chút là mọi người đã hiểu được cách làm một câu hỏi này chưa? Tất cả các bạn. Cho thầy biết là mọi người đã hiểu được cách làm một câu hỏi này chưa? Tất cả mọi người nhé. Rồi, ok các bạn nhé. Mình tiếp tục này. Đây là một câu tương tự như vậy khi mà chúng ta cũng vẫn là có góc vuông. Và câu này thì dễ hơn một chút. Nào, để trông dối dối thế thôi nhưng mà khá là dễ. Nào chúng ta làm thử cho thầy câu này. Xin mời các bạn. Thầy sẽ chờ đáp án của ba bạn đầu tiên nhé. Chắc là ba bạn thôi, để năm bạn thì hơi lâu.
Đáp án của câu hỏi này sẽ là gì? Chưa bạn nào có kết quả. Nào. Đã ra chưa? Rồi, bạn Đức Bảo ra A. Rất tốt. Tiếp theo là bạn Trung Kiên. Ok. Tiếp theo đi các em. Còn ai nữa không nào? Ok nhá. Để đỡ mất thời gian cho các cái dạng bài khác thì thầy sẽ hướng dẫn luôn cái bài này. Đầu tiên là phản ứng. Chúng ta vẽ hình minh họa một chút. Thì ở đây nó vẫn là góc vuông. Vì vậy chúng ta áp dụng được Pythagore. P bình phương bằng 2MK thì chúng ta thu được. Chúng ta thay tất cả số. Chúng ta sẽ tìm ra được Kx. Lưu ý rằng bài này thì khối lượng của các hạt thì bằng luôn số khối của chúng. Động năng thì có công thức là 1 phần 2 m nhân với cả v bình phương. Vậy thầy thay vào đây. Tuy nhiên các em lưu ý, cái Kx này đang dùng đơn vị là MeV. Thì chúng ta phải đưa nó về theo joule. Thế còn khối lượng của x thì bằng 6. Nhưng mà đấy là 6U. Chúng ta phải đưa nó về theo đơn vị là kg. Bằng cách là nhân với 1,66055 10 mũ trừ 27. Và sau đó chúng ta tìm ra được giá trị của V theo đơn vị tiêu chuẩn là mét trên giây. Đáp án của chúng ta sẽ là A. Rồi, rất tốt, Đức Bảo và Trung Kiên. Tiếp theo, chúng ta sang một câu hỏi khác. Tất nhiên thầy nói luôn này, những câu này thì không phải ai cũng có thể làm được. Đấy là thầy nói thật. Những bạn nào còn đang chấp chới ở mức 8 điểm hoàn toàn có thể bỏ qua dạng này. Nhá. Chỉ là thầy hy vọng rằng các bạn nên cố gắng thôi, chứ còn không phải ai cũng nên học những dạng bài nâng cao như thế này nếu các bạn chưa thực sự chắc chắn điểm 8. Đấy nhá, thầy nói rõ như thế nhá. Ok, một câu hỏi tiếp theo xin mời mọi người. Để không mất thời gian quá thì thầy sẽ cho 3 phút một câu, bởi vì hôm nay chúng ta có khá là nhiều dạng khác nhau. Cho thầy biết góc giữa vector vận tốc của alpha và x.
Một phút nữa. Xin tí đáp án nào. Đức Bảo 166,26 độ. Rồi, Trung Kiên 60,464 độ. Rồi, chúng ta đã hết thời gian. Hết 3 phút rồi, thầy sẽ lướt qua nhanh cái dạng này. Những ai hiểu được thì cố gắng hiểu luôn. Nếu không thì có thể xem lại. Còn nếu không thể hiểu được thì sẽ không nên mất thời gian, thầy đã nói rồi. Đầu tiên, viết phương trình. Chúng ta áp dụng bảo toàn động lượng. Thì ở đây người ta đang tìm góc giữa hai vector của alpha và x. Thì chúng ta để alpha và x ở cùng phía với nhau. Sau đó thì mình sẽ bình phương hai vế. Ở đây chúng ta có áp dụng một cái đó là tích vô hướng của hai vector. Thì sẽ bằng độ dài hai cạnh và nhân với cốt của góc xen giữa. Ở đây chính là góc phi. Sau đó thì mình sẽ rút cốt phi ra. Mình biến đổi một chút. Đây là cái cách biến đổi khá là quen thuộc cho phần này. Khi mà chúng ta áp dụng công thức là P bình phương bằng 2MK. Mọi người nhìn nó kỹ. Và chúng ta tìm ra được cốt phi. Và cuối cùng chúng ta sẽ ra được giá trị của phi, lấy xấp xỉ là 170 độ. Đấy, rất tiếc ở đây thì chưa có bạn nào đúng cả. Thế thôi, ok nhá. Đó là cách làm cho dạng bài về bảo toàn cho phản ứng hạt nhân. Tiếp theo thì chúng ta sẽ đến với năng lượng của phản ứng hạt nhân. Năng lượng của phản ứng hạt nhân. Các bạn nhớ này, thầy nói nhanh. Năng lượng của phản ứng hạt nhân thì có 5 công thức dùng để tính nó. Công thức thứ nhất, delta E bằng M trước trừ M sau nhân C bình. Thứ hai, delta E bằng K sau trừ K trước. Từ công thức thứ 3 đến công thức thứ 5, bản chất là giống nhau. Công thức thứ ba, năng lượng liên kết sau trừ trước. Thế năng lượng liên kết thì chính bằng là delta M nhân C bình hoặc là bằng năng lượng liên kết riêng và nhân với A. Từ đó chúng ta sẽ có công thức thứ tư và thứ năm. Đấy. Và quy ước đó là delta E tính ra nếu dương thì phản ứng tỏa năng lượng. Nếu âm thì phản ứng thu năng lượng. Vậy các bạn học thuộc cho thầy cái câu đó là dương tỏa, âm thu. Rất là quen rồi, đúng không ạ? Bây giờ, mọi người lấy máy tính ra, tất cả cố gắng tính cho thầy thật nhanh các câu sau đây. Câu đầu tiên, tỏa thu bao nhiêu? Đừng có viết lách gì nhiều nha, tính nhanh đi. Ok, Duy Quang, Trung Kiên. Các bạn khác cố gắng lên kem nhé. Nhanh. Quốc Trung. Phi Hải. Đức Bảo. Rồi, rất tốt. Rồi, mấy cô gái nào? Các bạn còn lại nữa. Công. Hà Quang có chưa nhỉ? Quang Anh. Im lặng thế.
Rồi, ok, đây là cách làm. Chúng ta áp dụng công thức sao cho phù hợp là được, đúng không? Tùy theo dữ kiện đề bài cho cái gì thì dùng cái đấy. Và đây là đáp án của chúng ta. Tỏa 4,6575. Chính xác. Rồi, rất tốt. Câu tiếp theo. Mọi người tính cho thầy nào. Chỉ cần nhanh thôi. Rồi, Trung Kiên. Đức Bảo, Duy Quang, Huy Hải, Loan, Hà Quang. Rồi, rất tốt. Ok, hầu hết mọi người đều ra rồi và chắc là đúng thôi. Không có vấn đề gì cả. Tương tự như bài vừa rồi. Đây là đáp án của chúng ta. Xấp xỉ. Khoảng khoảng vậy. Ok. Rồi, rất tốt. Những câu đơn giản này thì thầy sẽ nói nhanh thôi nhá. Nào, tiếp tục. Câu này thì sao? Nào, câu này thì năng lượng tỏa ra của phản ứng sẽ là bao nhiêu mọi người nhỉ? Quốc Trung, rồi. Ai nữa không ạ? Nào, nhanh lên mọi người ơi. Nếu là độ hụt khối thì sẽ là gì? Sẽ là sau trừ trước, đúng không? Trung Kiên. Viết Dũng. Quốc Trung có muốn tính lại không? Đức Bảo. Cố lên, tất cả mọi người cố lên nào. Phong, rồi. Đức Toàn, rồi. Quốc Trung đổi rồi đúng không? Toàn ơi, người ta nói rõ là tỏa ra rồi mà em. Rồi, ok, hầu hết mọi người đều ra rồi. Ừ. Đây, đáp án là 17,498. Rồi, rất tốt. Câu hỏi tiếp theo.
Rồi, quốc trung, trung kiên, đức bảo. Các bạn khác nào? Hà Quang. Ok, rồi bây giờ thầy sẽ nói đến cách làm luôn nhá. Ở đây thì cũng đơn giản thôi, mỗi phản ứng tạo ra 17,3 đúng không? Thế thì mình tìm xem là có bao nhiêu phản ứng, đúng không ạ? Ở đây lưu ý rằng là phải viết phương trình, đúng không? Một phản ứng thì nó tạo ra hai heli cơ. Vậy thì ở đây chúng ta thấy rằng là số mol chất thì sẽ tìm ra được số hạt heli. À, số hạt heli chia đôi thì sẽ có được số phản ứng. Và chúng ta chỉ cần nhân vào thôi, chúng ta sẽ có đáp án 2,6 nhân 10 mũ 24, được chưa? Ok. Câu hỏi tiếp theo xin mời các em. Câu này khá thú vị. Đáp án nào? Ô, anh Đức Bảo anh chơi tôi đây à? Tôi đọc kiểu gì hả? À, trung tiên, quốc trung, rồi rồi, ok. Hầu hết các bạn ra là 184,41. Các bạn khác thì sao? Câu này có khó không nhỉ? Ok nhá, thầy hướng dẫn này. Đây. Delta E thì sẽ bằng là chúng ta lấy A nhân với năng lượng liên kết riêng của các hạt sau trừ đi các hạt trước em ạ. Riêng thằng neutron ấy, thì nó không có năng lượng liên kết riêng bởi vì lý do là nó là một hạt cơ bản. Nhớ chưa? Các hạt cơ bản thì bản thân nó là hạt riêng lẻ rồi. Nó không có năng lượng liên kết, không có năng lượng liên kết riêng nhá. Thì mình thay số vào thôi. Và đáp án của mình là 184,41, được chưa? Các bạn còn lại mọi người có hiểu được không các em? Hay là chỉ có mấy bạn làm được thì hiểu thôi nào. Các bạn còn lại đã hiểu được cái câu này chưa nhỉ? Ổn chưa? Nào các bạn còn lại, Quang Anh nào, Dương nào. Ok, Loan ok, rồi. Không hiểu là phải hỏi nhá các bạn. Ôn tập mà còn không hỏi nữa là thầy không cứu được đâu nhá. Rồi, câu nữa nào. Câu này là phải linh hoạt một tí này.
Cố lên. Rồi bạn Trung Kiên, Quốc Trung, Đức Bảo, Quang Trung, rồi còn ai nữa không? Ok, để làm được cái này ấy, thì mọi người phải nhớ rằng là ba cái công thức cuối nó là tương đương nhau. Bản chất thì tất cả đều là năng lượng liên kết. Rồi, đây, chúng ta sẽ biến đổi nó như thế này. Bản chất tất cả đều là năng lượng liên kết hết thôi. Sau đấy thì mình thay số các em nhé. Nào, đáp án của mình là trừ 2,851, như vậy là nó thu. Được chưa nào? Thế là xong. Rồi. Một câu hỏi tiếp theo, xin mời các bạn. Nào, cố gắng một tí nào. Nào, đáp án của câu này là gì, mọi người? Trung Kiên chọn B, rồi. Ai nữa không ạ? Bạn Huy Hải chọn B, rồi rất tốt.
Đức Bảo, rồi ok. Kinh quá, anh có học chuyên Anh đâu mà ghê gớm thế. Rồi. Người thành công luôn chọn lối đi riêng. Rồi. À không, lối đi đấy đã có thêm quốc chung rồi. Bốn người, các bạn còn lại thì sao ạ? Có ra được không? Rồi, tiếp nhá. Thầy hướng dẫn này. Đây là công thức delta E. Bởi vì chúng ta có các khối lượng nghỉ thì mình dùng công thức này. Thì mình tính ra được kết quả. Nhưng ở đây thì đồng thời đề bài cũng cho các động năng thì mình lại dùng delta E một lần nữa nhưng mà là dùng cho động năng. Thì mình sẽ tìm ra được K alpha và đáp án ở đây sẽ là 8,37. Đáp án sẽ là D. Anh Kiên với cả anh Hải tính sai chỗ nào đấy? Câu này thì chắc là các bạn hiểu đúng không? Chắc là mọi người đều hiểu đúng không ạ? Chỉ đơn giản là dùng hai lần cái delta E này thôi. Quên nhân. Đi thi cứ làm như thế đi nhá Hải nhá. Ok, rồi. Các câu còn lại cho phần này thì các bạn có thể về nhà xem thêm nếu các bạn quan tâm. Đấy, chủ yếu là các câu liên quan đến phần góc. Cái này thì thầy sẽ không bắt tất cả phải làm ngay bây giờ. Nó cũng tương đối mất thời gian. Mình còn khá nhiều vấn đề phải nói. Đấy, mấy cái này thì các bạn có thể xem thêm nhá. Thực ra nó cũng trong cái file mà tôi đã từng cho các bạn rồi thôi nhá. Ok. Rồi tiếp theo thì chúng ta sẽ nói đến hai cái loại phản ứng. Đó là phân hạch và nhiệt hạch. Đầu tiên sẽ là phân hạch. Cái này thì các bạn nên ghi chép một tí. Một số cái có thể là các bạn lâu rồi các bạn không nhớ đâu. Mọi người ghi lại một tí. Phân hạch là gì? Như thầy đã nói thì chúng ta sẽ có hai loại phản ứng, đó là phân hạch và nhiệt hạch. Đây là hai loại phản ứng hạt nhân mà tỏa năng lượng. Phân hạch là các hạt nhân lớn hấp thụ neutron và bị vỡ ra thành các hạt nhân trung bình. Nhớ kỹ đây là khái niệm nha, phải nhớ nha. Hạt nhân lớn này, hấp thụ nơ này, vỡ ra thành các hạt nhân trung bình. Ví dụ đây là một số cái phản ứng điển hình. Đây là phản ứng của urani 235. Đấy, đây là phản ứng của urani 235. Tại sao ở đây nó lại có cái A xấp xỉ 2,5? Tôi giải thích một tí này. Ở đây ấy, thì phản ứng này của chúng ta nó sẽ tạo ra các hạt neutron bắn đi. Và số hạt neutron thì khác nhau. Có thể lúc thì nó tạo ra 3, lúc thì nó tạo ra 1, lúc nó tạo ra 2 hoặc hơn. Cái đấy thì tùy từng phản ứng. Chính vì vậy thế nên người ta sẽ có một con số trung bình. Đấy, số hạt neutron văng ra sẽ là xấp xỉ khoảng 2,5. Đây là lấy giá trị trung bình. Đây hay một ví dụ khác, đây là plutoni. Đấy. Câu hỏi này thì quá đơn giản rồi nên là thầy sẽ nói luôn. Phản ứng này chính là phản ứng gì? Phân hạch. Các bạn nhớ cái dạng của nó, được chưa? Cứ có neutron bắn vào một hạt nhân lớn, sau đấy nó thấy nó vỡ ra, xong lại còn giải phóng thêm mấy nơ nữa thì chắc chắn đó là phân hạch. Nhớ chưa nào? Rồi, phân hạch thì vẫn là phản ứng hạt nhân thôi, thế nên là nó vẫn sẽ có bảo toàn. Bây giờ các bạn tính cho thầy cái delta E tỏa của trường hợp này bằng bao nhiêu? Xin mời mọi người. Thầy nhắc lại đó là vẫn dùng công thức delta E nhé. Nào, xin mời các bạn. Kết quả của chúng ta sẽ là gì nào?
Rồi, trung kiên. Đức Bảo, Quốc Trung. Các bạn khác cố gắng tính nhanh lên các em nhá và cho thầy biết kết quả nha mọi người. Chứ không phải là chúng ta cứ nhìn, chúng ta cứ xem các bạn khác tính đâu. Bản thân mình phải tính cơ nhá. Ok. Rồi, đây là cách làm. Thì mình vẫn lấy khối lượng trước trừ đi khối lượng sau phản ứng, đúng không ạ? Xong rồi mình nhân với cả 931,5 là ra kết quả thôi, đúng không ạ? 107,88 gì đó, thì làm tròn lên là 0,9, được chưa? Rồi, cái này thì chắc là mọi người hiểu, không có vấn đề gì cả. Cái câu tiếp theo này nó cũng tương tự, để đỡ mất thời gian thì thôi, bỏ qua nhá. Rồi, mấy cái này thì cũng đơn giản thôi. Nói chung là toàn những bài tương tự nhau ở phần trước mình đã làm rồi nên đến đây thì thầy sẽ không làm mất thời gian nữa. Bây giờ sẽ có một vấn đề tương đối quan trọng và các bạn thường hay sai. Các bạn sẽ cần phải ghi cái phần này, những cái gì tôi bảo ghi thì ghi vào. Đó là phản ứng phân hạch dây chuyền. Thế nào gọi là phản ứng phân hạch dây chuyền? Bây giờ mọi người nghe tôi mô tả về hiện tượng. Khi một hạt neutron bắn vào một hạt nhân lớn, nó vỡ ra thành các hạt nhân trung bình và tạo ra thêm các neutron bắn đi. Đấy là đối với một phản ứng và với một hạt nhân lớn, có thể ví dụ như là urani. Vậy thì điều gì sẽ xảy ra nếu như khối chất của chúng ta có rất nhiều urani? Ví dụ 1 kg urani thì sao? Như vậy không phải là chỉ có một hạt mà sẽ có cực kỳ nhiều hạt. Thế thì khi mà các neutron này nó bắn ra thì nó sẽ gặp các urani khác trong khối chất. Một số urani thì một số neutron thì có thể bắn ra ngoài. Một số urani vẫn cứ nói nhầm, một số neutron thì có thể gặp các hạt urani và nó tiếp tục gây ra hiện tượng phân hạch. Nó lại tiếp tục gây ra phân hạch. Và tiếp theo nó lại đẻ tiếp ra neutron nữa, lại tiếp tục đập vào urani, lại vỡ ra, lại bắn ra như vậy. Và cái quá trình này nó cứ xảy ra cho đến khi nào mà toàn bộ khối urani của chúng ta phân hạch hết thì mới thôi. Và các em hiểu rằng là cái số phản ứng xảy ra là lớn như thế nào. 1 kg urani thì nó có biết bao nhiêu hạt urani. Nó kinh khủng như thế nào. Và cái năng lượng mà nó tỏa ra sẽ lớn như thế nào. Đấy. Thì đây được gọi là phản ứng phân hạch dây chuyền. Mỗi phản ứng có thể tạo ra K hạt neutron, thế nhưng mà chỉ có S hạt neutron là bị hấp thụ thôi, bởi vì là nó còn văng ra ngoài nữa. Thì cái số S này người ta gọi nó là hệ số nhân neutron. Các bạn nhớ cho tôi, được chưa ạ? Hệ số nhân neutron chính là số nơ hấp thụ trong phản ứng phân hạch dây chuyền. Hệ số nhân neutron thì sẽ phụ thuộc vào 3 yếu tố. Cái này thì các bạn không cần phải ghi nhá. Nó phụ thuộc vào độ dầu. Độ dầu ví dụ như các bạn nghe là Iran hoặc là các bạn nghe về Triều Tiên, nó có cái công nghệ làm dầu urani ấy. Đấy, tức là nó làm tăng cái hàm lượng urani ở trong mẫu quặng lên. Đấy. Tiếp theo nữa là hình dạng của mẫu thì hình cầu sẽ là tốt nhất. Và khối lượng thì đương nhiên là càng lớn thì càng tốt rồi, đúng không ạ? Nếu như hệ số nhân neutron S nhỏ hơn 1 thì nó sẽ không xảy ra được phản ứng dây chuyền. Lý do là thế làm gì có hạt nào bắn ra đâu mà dây chuyền, đúng không ạ? Nếu nó bằng 1 thì phản ứng hạt nhân sẽ duy trì ổn định và cứ một hạt tạo ra một hạt lại tạo ra một hạt như vậy thì nó sẽ trong tầm kiểm soát của chúng ta và nó chính là phản ứng ở trong lò hạt nhân và ở trong các nhà máy điện hạt nhân hay là trong các cái tàu ngầm thì nó xảy ra cái phản ứng như thế này. Nó duy trì một cách ổn định. Thế còn nếu mà lớn hơn 1 thì thôi rồi, toang rồi. Lúc này thì phản ứng dây chuyền sẽ tăng dần lên và chúng ta sẽ không kiểm soát được nó nữa. Lúc này nó sẽ thành một vụ nổ nguyên tử. Đấy. Một số cái thông tin thêm cái này thì không quá quan trọng. Thầy sẽ bỏ qua.
Những cái này không quá quan trọng đâu. Rồi, bây giờ là vấn đề quan trọng nhất. Bây giờ các bạn phải ghi cái này ra nhá. Đây là sơ đồ bài tập. Ở trong đề thi sẽ có một số bài tập liên quan đến cái phần phân hạch này. Hầu hết học sinh sẽ sai ở đây. Tại sao học sinh lại sai? Lý do đó là các bạn thứ nhất là không biết ký hiệu của một đại lượng là gì. Trường hợp thứ hai là tính sai. Bởi vì sao? Ngay sau đây các bạn sẽ thấy rằng chúng ta có nhiều ơi là nhiều số liệu. Và nếu như các bạn chỉ cần sai một phát thôi thì các bạn đi cả bài. Bây giờ hãy hết sức tập trung nghe tôi phân tích cái sơ đồ bài tập này và chép nó vào nhá. Hơi dài đấy, nhìn nha. Đầu tiên, tôi gọi M sẽ là khối lượng quặng. Tức là ví dụ như chúng ta có một cái lượng quặng urani nào đấy thì đây là M, là khối lượng quặng. Từ khối lượng quặng thì tôi sẽ tìm ra được khối lượng của urani tinh khiết. Đấy, khối lượng urani tinh khiết. Tôi ký hiệu là M0. Và tìm bằng cách là dùng công thức là M0 thì bằng M nhân C. Các bạn ghi vào đấy là C là độ dầu của quặng. C là độ dầu của quặng. Có thể là bao nhiêu phần trăm đấy, nhớ chưa? C là độ dầu của quặng. Tiếp theo từ M0 tôi sẽ tìm ra được N0. Đây là số hạt nhân urani, số nguyên tử urani. Và để tìm N0 thì có hai cách. Cách thứ nhất đó là các bạn sẽ lấy khối lượng ở đơn vị gam chia cho số khối và nhân với số Avogadro. Đấy là cách thứ nhất. Cách thứ hai đó là các bạn lấy M0 đơn vị là kilogam, tức là đơn vị tiêu chuẩn đấy. Nên tôi không ghi vào đây là vì như thế. Và chia cho M lớn, thì M lớn ở đây chính là khối lượng của nguyên tử. Nhớ chưa nào? Khối lượng của nguyên tử hay là khối lượng của hạt nhân. Nhưng dùng đơn vị là kilogam, tức là đổi từ U sang kilogam. Nhớ chưa nào? Tiếp theo, từ số hạt chúng ta sẽ tìm ra được nhiệt tỏa ra. Bởi vì cái năng lượng tỏa ra chính là nhiệt. Hầu hết nó tỏa ra dưới dạng là nhiệt. Thì chúng ta sẽ lấy delta E là năng lượng của một phản ứng nhân với số hạt chính là số phản ứng. Thì chúng ta có Q. Và nhiệt lượng tỏa ra thì thường sẽ được sử dụng để tạo ra điện năng của các nhà máy điện hạt nhân. Vậy thì điện năng sẽ là P nhân T, tức là lấy công suất và nhân với thời gian. Ở đây không phải toàn bộ nhiệt lượng đều được tạo thành điện năng mà nó sẽ còn hao phí. Do đó điện năng sẽ bằng nhiệt lượng nhân với H, và H chính là hiệu suất của lò. Được chưa? H là hiệu suất của lò phản ứng. Từ cái chuỗi sơ đồ này thì tôi rút ra được hai công thức thường dùng nhất. Lưu ý nhé, đây là hai công thức thường dùng nhất và nên học thuộc. Công thức đầu tiên đó là điện năng sản sinh của nhà máy điện hạt nhân sẽ bằng M là khối lượng quặng nhân với độ dầu của quặng là C chia cho khối lượng nguyên tử nhân với delta E là năng lượng một phản ứng nhân với H là hiệu suất, thì sẽ có được công suất nhân thời gian. Đây là công suất điện nha. Đây là công thức thứ nhất. Công thức thứ hai, các bạn có thể lấy khối lượng quặng ở đơn vị là gam cũng nhân C chia A nhân NA và phần còn lại tương tự. Được chưa nào? Thì đây là cái sơ đồ bài tập cho phần này và phải học thuộc hai công thức cho thầy. Quan trọng nhất là nhớ đại lượng nào ký hiệu là gì, tên nó là gì. Được chưa nào? Rồi bây giờ cả lớp chép xong thì cho thầy biết để chúng ta có thể làm bài tập. Ghi vào. Cho thầy biết là chúng ta chép xong hay chưa. Nhanh lên các bạn nhé.
Nào các bạn ơi, mình đã chép xong chưa các em? Ok chưa nào? Tất cả mọi người xong chưa? Rồi, ok. Bây giờ là câu đầu tiên, cả lớp làm thử cho thầy. Sau đấy thầy hướng dẫn. Nào, mọi người sẽ có thời gian là 3 phút. Xin mời các em. Cố lên nhá. Tính toán hết sức cẩn thận và chú ý về đơn vị. Đây là lỗi sai thường gặp nhất. Nào, đã ai có kết quả chưa? Mọi người có thêm 1 phút nữa. Rồi, chàng trai đầu tiên là Huy Hải và chắc chắn sai luôn Hải nhá. Rất tiếc phải nói thẳng luôn với em là sai luôn, khẳng định luôn. Bởi vì ở đây các bạn biết không ạ? Sử dụng hết bao nhiêu kg quặng nó không thể nào bé tí như thế kia được. Hải nên xem lại. 10 mũ trừ 17 quá nhỏ. Ở đây tôi đang hỏi là kg nó không thể nào quá quá bé như này được. Cái nhà máy điện nó không thể nào mà tạo ra một cái công suất như thế kia. Trong một cái khối lượng mà nó quá là nhỏ như thế này được. Super nhỏ luôn. Trung Kiên. Rồi, và chia buồn với Kiên luôn. Sai tiếp. Nó quá to. Em có biết là 10 mũ 22 mà kg thì nó kinh khủng như nào không? Nó không phải là câu chuyện của tỷ nữa rồi ấy. Ôi trời ơi, nó phải là câu chuyện của triệu tỷ tỷ kg. Thôi bỏ đi. Thôi, ok, với câu đầu tiên chắc có lẽ là cần thầy hướng dẫn một chút. Mọi người sẽ quan sát cách làm, tập trung nha.
Ở bài này người ta đang hỏi cái gì ạ? Người ta đang hỏi khối lượng quặng đúng không? Tức là M. Đây. Ở bài này tại sao tôi lại chọn công thức là trên M lớn? Lý do là các bạn thấy ở đây người ta cho U rồi kìa. Thấy không? Người ta cho U là bao nhiêu đấy? 1,66055 rồi kìa. Đấy. Tí nữa mà thấy bài nào người ta cho số Avogadro ấy, thì các bạn lại chia A và nhân NA. Nhớ chưa? Hai công thức nó tương đương nhau nhưng mà mình nên chọn cái nào thì tùy theo bài. Thế bài này mình cần cái gì? Mình cần M thôi. Rút M ra. Đúng chưa? Rút M ra. Nào bây giờ mình xem nhá. Mình sẽ thay số đúng thứ tự và phải chuẩn. Nhìn nhá. Đầu tiên, công suất trước đi. Công suất là 2400 nhân 10 mũ 6 là mega. Thời gian một ngày đêm là 24 giờ. Đổi ra giây nhân với 3600. M lớn thì các em nhìn số khối của urani là 235. Các em nhân thêm với U 1,66055 nhân 10 mũ trừ 27. Ở dưới mẫu thì độ dầu C là 3%, viết là 0,03. Delta E là 108, đổi ra joule bằng cách là nhân với 1,6 nhân 10 mũ trừ 13. Và hiệu suất là 45%, tôi viết là 0,45. Ấn máy và chúng ta có kết quả 346,9 kg. Thế là xong bài. Nào, cả lớp ơi, cho thầy hỏi là mọi người đã hiểu được cách làm của cái câu này chưa? Các em, mình đã hiểu được cách làm của cái câu này chưa? Tất cả lớp, mọi người đã hiểu chưa? Rồi, ok nha. Ok, nào bây giờ thì hiểu rồi đúng không? Hiểu rồi thì làm một câu. Nào, hiểu rồi thì phải tính ra. Xin mời. Có gì đâu mà đau đầu. Học dăm chữ ra đau đầu này chết. Nào, cho thầy kết quả. Rồi, người đầu tiên là Trung Kiên. Các bạn khác nào? Nào mọi người. Đức Bảo tương tự. Huy Hải, ok. Rồi. Thôi nhá, có lẽ là thầy sẽ hướng dẫn. Vẫn là như vừa rồi. Hà Quang rồi, ok. Vẫn là như vừa rồi. Chúng ta áp dụng công thức. Tuy nhiên là chúng ta dùng công thức là chia A và nhân với Avogadro. Bởi vì bài này người ta cho số Avogadro ở đây rồi. Mình cần tìm khối lượng thì mình rút khối lượng ra và sau đó thì mình cũng thay giống hệt như bài vừa rồi. Và đáp án của chúng ta là 3380,46. Lấy xấp xỉ như vậy. Ok. Tất cả các bạn đã ra thì đều đúng ở câu này.
Có hải sau đấy tự nhiên lại đổi. À, đúng rồi, chỉ có hải đúng thôi, còn tất cả những người còn lại sai. À, có quốc trung nữa. Lý do ở đây người ta hỏi là đơn vị là kg, đúng không ạ? Mà đây chúng ta tính ra gam, bởi vì trong công thức này thì khối lượng có đơn vị là gam. Đấy, tí thì sai đúng không ạ? Đơn vị là kg cơ, phải chia là 1.000 nha mọi người. Để ý một tí, chỗ này nói chung là nó rất là dễ sai luôn đấy. Mấy năm rồi, ra cái câu này học sinh sai bé bét luôn, mà tính nó không khó. Đấy nhá. Câu này đơn giản quá, bỏ qua. Nào, thêm một câu nữa nào mọi người. Thầy muốn là mọi người phải tính đúng, nhanh. Nào. Câu này đáp án là gì? Rồi, người đầu tiên là Trung Kiên, khá nhanh. Rồi, hầu hết các bạn đều chọn B. Tôi muốn thêm những người còn lại nè. Vẫn là mấy chàng trai quen thuộc. Các bạn còn lại tính thử xem thế nào nào. Tính ra được không nào? Nào các bạn còn lại nào, chúng ta cố gắng đi. Cho tôi kết quả xem nào. Ấn đi xem có đúng là ra như vậy không. Rồi, Đức Toàn. Thu Loan, ok em. Tuấn Phong, rồi ok nhá. Thôi thầy chốt đáp án. B, hoàn toàn chính xác, rất tốt. Ok, đó là phản ứng phân hạch. Tiếp theo chúng ta sẽ nói nốt đến thằng cuối cùng của phần này, đó là nhiệt hạch. Nhiệt hạch. Phần này thì chủ yếu là lý thuyết thôi, bài tập thì không có vấn đề gì cả. Mình nghe một tí nhé. Nhiệt hạch là gì? Đó là các hạt nhân nhỏ kết hợp lại với nhau để tạo thành hạt nhân trung bình. Đây là một số phản ứng điển hình của nó. Đấy, một số phản ứng điển hình của nó. Hạt nhân bé kết hợp với nhau để tạo thành hạt nhân trung bình. Được chưa? Điều kiện để xảy ra nó đó là nhiệt độ siêu cao lên tới hàng chục triệu độ. Ở trong tự nhiên thì lõi của mặt trời và các ngôi sao xảy ra phản ứng nhiệt hạch và nó sẽ gây ra năng lượng cho các ngôi sao hay là mặt trời. Hiện nay con người chúng ta chưa ứng dụng được nhiệt hạch vào trong đời sống mà chỉ có thể tạo ra bom hydro thôi. Đấy. Đây, câu này thì đáp án sẽ là nhiệt độ rất cao. Tính toán năng lượng thì nó cũng giống như bình thường, thế nên là thầy cũng sẽ không mất công đi vào cái phần này làm gì. Chúng ta vẫn tính toán như bình thường thôi, không có gì khó cả. Thì đó là về phần nhiệt hạch, các bạn nhớ cho thầy cái khái niệm. Nhớ cho thầy cái điều kiện của nó là nhiệt độ siêu cao. Nha. Và đó chính là phản ứng ở trong lõi của mặt trời. Thì đó là toàn bộ nội dung về phần này.
Và bây giờ thì lớp mình sẽ đến với phần cuối cùng, đó chính là hiện tượng phóng xạ. Hiện tượng phóng xạ. Đầu tiên thì thầy nhắc lại một chút về những cái lý thuyết về phóng xạ. Phóng xạ là gì? Đó là hiện tượng hạt nhân không bền vững, tự phát phân rã các tia phóng xạ và biến đổi thành hạt nhân khác. Nhớ thật kỹ nhé, tự phát, nhớ chưa? Biến đổi thành hạt nhân khác. Chúng ta có 3 loại phóng xạ, đó là alpha, beta trừ, beta cộng và gamma, 4 loại, được chưa nào? Hiện tượng phóng xạ có 3 đặc điểm chính, nhớ từ khóa thôi. Thứ nhất là quá trình biến đổi hạt nhân. Thứ hai là tự phát và không điều khiển được, thế nên là chúng ta sẽ không can thiệp được vào phóng xạ đâu nhé. Nhiệt độ, áp suất hay bất kỳ các yếu tố bên ngoài sẽ không ảnh hưởng được đến phóng xạ. Và cuối cùng thì nó có tính ngẫu nhiên, cái này chúng ta đã từng được ghi chép rồi nên thầy cũng không nói dài hơn. 4 loại tia phóng xạ thì các bạn cần phải nhớ, thứ nhất bản chất của cái tia đó là hạt gì này. Thứ hai là đặc điểm của cái tia đó là gì này, được chưa? Đấy. Và ngoài ra thì nên nhớ thêm cái phương trình, được chưa nào? Đầu tiên là alpha. Bản chất là heli 24. Tốc độ cao 2 x 10 7 nhưng chưa bằng tốc độ ánh sáng. Nó ion hóa rất mạnh không khí và đường đi thì rất ngắn, chỉ được cỡ khoảng vài cm trong không khí mà vài micromet ở trong chất rắn. Nó sẽ bị lệch về phía bản âm của tụ điện khi đi trong điện trường. Và trong điện trường thì nó cũng bị lệch. Đấy là tia alpha. Tiếp theo đó là tia beta trừ, có bản chất là electron. Tốc độ xấp xỉ tốc độ ánh sáng. Không đi được xa, chỉ được cỡ khoảng vài mét trong không khí. Nó sẽ lệch về phía bản dương bởi vì nó mang điện tích âm. Và ở trong từ trường thì nó cũng bị lệch. Tia beta cộng có bản chất là positron. Đây là một phản hạt của electron. Nó mang điện tích dương. Nó có cùng tính chất với beta trừ. Nhưng nó bị lệch về phía bản âm của tụ. Cũng bị lệch trong từ trường. Đó. Ba cái tia này có cùng bản chất với nhau. Nó chính là các hạt. Và tia cuối cùng thì hơi đặc biệt một chút. Đó là tia gamma. Bản chất của nó là photon. Bản chất của nó chính là photon. Tức là nó là sóng điện tử. Và bước sóng của nó thì nằm trong khoảng này. Các bạn có thể nhớ. Nó chính là photon. Chính là sóng ánh sáng. Thế nên nó có tốc độ của ánh sáng. Nó đâm xuyên cực kỳ mạnh. Vài mét bê tông. Nhưng mà trong trì thì nó chỉ đi được cỡ vài cm thôi. Và tác dụng sinh lý của nó, hay nói đúng hơn là sự hủy diệt tế bào của nó thì cực kỳ mạnh, đúng không ạ? Ok, thì đấy là 4 cái loại tia của chúng ta. Bây giờ thì cho thầy đáp án của câu này. Rồi, ok. Đáp án là D, rất tốt. Ok. Đáp án D hoàn toàn chính xác. Nó chính là phóng xạ, bởi vì nó không phải là nhân tạo, đúng không ạ? Tiếp theo, câu này thì sao? Có bao nhiêu hạt alpha và bao nhiêu hạt beta trừ? Để làm bài này thì chúng ta áp dụng hai cái định luật bảo toàn số khối và điện tích, đúng không ạ?
Rồi, Trung Kiên, Đức Bảo, Huy Hải, Quốc Bảo. Ok, câu này thì khá là dễ, chỉ có điều là tính nhanh hay không thôi. Đây. Đáp án của chúng ta đó là 8 hạt beta trừ và 6 hạt alpha. Rồi, ok. Xong, đó là phần lý thuyết. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ sang phần bài tập về định luật phóng xạ. Định luật phân rã phóng xạ. Chúng ta đầu tiên phải nhớ về chu kỳ bán rã, đó là thời gian để một khối chất phóng xạ, một mẫu chất phóng xạ bị phân rã đi một nửa hoặc là còn lại một nửa. Tại sao có cái chữ chu kỳ? Vì nó lặp lại. Bán là gì? Một nửa. Rã là phân rã. Thời gian lặp lại để nó mất đi một nửa, phân rã một nửa. Đấy, ý nghĩa của nó là như vậy. Công thức của định luật phóng xạ. Đây, các bạn nhớ, nó sẽ có hai dạng. Công thức của định luật phóng xạ sẽ được áp dụng cho khối lượng M, áp dụng cho số mol N, hoặc áp dụng cho số hạt là N lớn. Thì có hai dạng. Một, đó là N0 2 mũ trừ T nhỏ trên T lớn, hoặc là N0 E mũ trừ lambda T. Trong đó lambda thì là hằng số phóng xạ, nó bằng len 2 trên T lớn. Đó. Và lưu ý ở đây là T lớn phải dùng đơn vị là giây. Đấy. Hai dạng này chúng ta có thể dùng tùy ý. Tuy nhiên, thầy đã nói rồi, chúng ta nên chọn dạng 2 mũ trừ để chúng ta sử dụng hơn. Đấy là nên nhé, chứ không phải là bắt buộc. Đấy, trong qua bài tập thì thường chúng ta dùng cái 2 mũ thì nó sẽ đẹp, sẽ nhanh hơn. Đó. Thế còn về dạng thì ba thằng này là giống nhau. Ba đại lượng này là giống nhau, chỉ cần nhớ một thôi, hai cái còn lại tự suy. Đồ thị của nó là một đồ thị của hàm số mũ. Và nó tiệm cận với trục hoành. Đấy, tiệm cận với trục hoành. Nhớ cái dạng đồ thị của nó nha. Cái này nó chỉ là hệ quả, chúng ta có thể tự suy nên là không cần thiết. Rồi bây giờ sẽ bắt đầu các cái bài tập ví dụ. Lý thuyết nó chỉ vậy thôi. Bây giờ chúng ta sẽ làm cho thầy một số câu. Nào, câu đầu tiên đáp án là gì nào? Rồi, rất tốt. Hầu hết các bạn đều ra được rất tốt. Các bạn khác nhanh tay hơn một tí nữa thôi là được. Ok nhá. Rồi, những câu đơn giản này thì thầy tin tưởng các bạn thôi nhá. Không có vấn đề gì cả. Câu hỏi tiếp theo xin mời mọi người. Rồi, rất tốt, rất nhanh. Rồi, ok. Rồi, hầu hết các bạn đều chọn B. Đáp án của chúng ta chính là B, hoàn toàn chính xác. Rồi, tiếp theo, một câu hỏi tiếp theo nữa. Mọi người phải cố gắng nhanh nhất có thể nhá. Tính toán nhanh lên. Quang Anh thì đến giờ chưa thấy nói năng gì, ngủ quên hay sao, Quang Anh. Nào, đáp án câu này là gì nào? Vì tổng ôn và nó rất nhiều nội dung nên tôi sẽ phải đi nhanh một tí. Không thể nào mà ngồi ấy được đâu. Mọi người cũng phải cố gắng tăng tốc lên nhé.
Nào. Đáp án là gì nào? Rồi, ok, Đức Bảo, Quang Trung. Rất tốt, tiếp tục đi các em, những người còn lại nào. Nào, có mỗi Đức Bảo với cả Quang Trung thôi à? Những người còn lại thì sao? Rồi, ok. Đây là cách làm của chúng ta. Số hạt nhân ban đầu của hai hạt này quan hệ với nhau là gấp 4. Và chu kỳ lần lượt là 2 và 4, chúng ta thay vào hai công thức Na và Nb, được chưa? Thì ở đây chúng ta sẽ có Na bằng Nb, thầy cho hai cái bằng nhau. Rút ra. Sau đó thì mình sẽ có là T1 bằng 2, T2 bằng 4 thay vào. Thì chúng ta tính ra được kết quả T nhỏ sẽ bằng 8 năm, hoàn toàn chính xác, rất tốt. Rồi, câu hỏi tiếp theo xin mời các bạn. Đáp án là gì nào? Rồi, Trung Kiên, Đức Bảo. Quang Trung. Huy Hải. Các bạn khác cố gắng lên các em. Viết Dũng, Quốc Trung. Tuấn Phong, rồi ok. Đây là cách làm. Đáp án của chúng ta là 9/8. Các bạn nên nhớ cái công thức cho delta N là số hạt nhân đã phân rã, chính là số hạt nhân con được tạo thành, nhớ chưa? Đó. Và ở đây công thức của nó sẽ là N0 nhân với 1 trừ 2 mũ trừ T nhỏ trên T lớn. Nên nhớ công thức này nhá. Thì nó không phải là quá khó để mà nhớ. Rồi ok, tiếp tục nha các bạn. Câu hỏi tiếp theo, xin mời mọi người.
Đáp án là gì nào? Trung Kiên, Huy Hải. Các em đọc kỹ đề bài nhé mọi người. Quốc Trung 30A đúng không? Hay là 30 cái gì? Trung Kiên, Đức Bảo. Rồi. Ok. Các bạn khác hơi chậm hơn một chút thì mọi người chịu khó xem nhé. Có thể mọi người chưa làm được ngay, nhưng mà cái mà tôi cần ở đây không phải là chúng ta làm được ngay lập tức, mà cái tôi cần là mọi người nhớ lại nó, được không ạ? Nhớ cái cách làm của nó. Kể cả chúng ta không làm được ngay bây giờ thì cũng không phải là vấn đề nhé. Đấy không phải là vấn đề chính. Rồi. Các bạn quan sát thì sẽ thấy có hai cái thời điểm đặc biệt ở đây. Một là khi t bằng 1 giờ thì số hạt ở đây còn lại là 16A. Thời điểm 3 giờ số hạt còn lại sẽ là 4A. Vậy chúng ta lập tỉ số thì sẽ tìm ra được T lớn bằng 1 giờ. Như vậy thì N0 sẽ bằng 32A. Delta N thì công thức vừa nói lúc nãy rồi. Và tại thời điểm T bằng 4 giờ thì các em thay vào công thức. Thay N0 bằng 32A vào. Chúng ta sẽ có kết quả là 30A. Hoàn toàn chính xác. Ok. Một câu hỏi khác. Nào. Bao nhiêu lít? Nào, xin đáp án. Trung Kiên, Đức Bảo. Quốc Trung, sao lệch nhau thế nhỉ? Sai số nhưng mà sai gì mà kinh thế? Các bạn khác ơi, mọi người cố gắng lên nào. Hết sức cố gắng nào. Mới có 3 bạn, những người còn lại chưa thấy nói năng gì. Quang Trung, rồi 0,167. Ok, thôi nhá. Thầy hướng dẫn vậy.
Chúng ta có, đây là số mol ban đầu. Đây là delta N nhỏ. Đấy, số mol đã được phân rã chính là số khí được sinh ra. Đó, và chúng ta sẽ nhân số mol với 22,4 là điều kiện tiêu chuẩn, đúng không ạ? Đáp án là 0,448 lít, thế là sao? Có gì đâu nhỉ? Chưa hiểu khó gì mà mọi người có vẻ căng thẳng ấy. Rồi. Một câu hỏi tiếp theo xin mời các bạn. Độ khó sẽ được tăng dần. Nào. Xin mời, cố gắng lên nào. Nào đáp án đi mọi người ơi. Đáp án nào? Đức Bảo, trời ơi anh bắt tôi đếm số 0 rồi anh Bảo, anh Kiên nữa, các anh gom lại tôi cái. Quốc Trung 330 triệu, ok, một người. Tiếp đi. Ai nữa nào? Thôi, thầy hướng dẫn nhé. Huy Hải lại bắt tôi phải đọc cái số đấy là bao nhiêu rồi, đếm hộ tôi cái. Rồi, ok, quan sát này. Cách làm này. Đây. Ở đây thì chúng ta sẽ tìm ra được tỉ số của số hạt con tạo thành chia cho số hạt mẹ còn lại. Đấy. Nhưng đây không phải là đáp án, đúng không ạ? Đây không phải đáp án. Chúng ta sẽ thay vào và tìm ra được T. Thì nó sẽ là 3,3 nhân 10 mũ 8 năm, tức là 330 triệu năm. Được chưa nào? Ok, thế thôi. Có gì khó đâu nhỉ? Mọi người làm hơi chậm. Nào cho thầy hỏi tí mọi người hiểu được cái câu này không ạ? Tất cả các bạn. Những người mà chưa comment đáp án đây các bạn đã hiểu được cái câu này chưa? Rồi, ok nhá. Ok. Tiếp này. Một câu hỏi khác, câu này thì có liên quan đến cái phần khối lượng và cái này thì thầy có nhắc khá nhiều lần trong các đề thi thử rồi. Nào xin mời mọi người, câu này đáp án sẽ là gì? Tỷ lệ bằng bao nhiêu?
Nào, xin một chiếc đáp án. Chưa gì đã nhầm rồi Kiên. Đức Bảo. Ai nữa nào? Mới có hai thanh niên thôi. Rồi. Các bạn còn lại nào? Đáp án là gì? Đức Bảo nhầm à? Rồi. Quốc Trung, ok. Có còn ai nữa không ạ? Rồi, ok, Huy Hải. Bây giờ là cách làm. Thứ nhất là chúng ta sẽ tìm được tỷ số giữa số mol của urani chia cho số mol của chỉ. Đây, được chưa? Tuy nhiên đây không phải là thứ chúng ta cần. Cái mà chúng ta cần ở đây đó là tỷ số về khối lượng, đúng không ạ? Thì đáp án của chúng ta sẽ là 0,0145. Đấy, các bạn đọc lại một lượt. Và cho tôi biết là mọi người đã hiểu được cái câu này hay chưa. Câu này mình cũng làm rồi. Có phải là cái gì mới mẻ đâu. Nào, cho thầy biết là mọi người đã hiểu được chưa. Nào các bạn còn lại, mọi người đã hiểu chưa? Cho tôi biết là hiểu hay chưa để tôi còn biết nào. Đây là một câu ở cái mức điểm 89 mà chúng ta sẽ thường gặp nên là phải hiểu bằng được. Nếu không hiểu để tôi nói lại. Được chưa? Nào những người còn lại thì sao nhỉ? Quang Anh thì đấy giờ chả nói năng gì nhỉ? Phong rồi. Dương. Rồi ok nhá. Xong. Rồi mấy câu tương tự như thế thì mọi người có thể tự xử. Nào, bây giờ cho tôi biết câu này đáp án sẽ là gì đây. Câu này khá là dễ. Tôi muốn làm câu này vì đây là câu về đồ thị. Nào. Cho xin cái đáp án nào.
Rồi, Quốc Trung, Trung Kiên, Đức Bảo. Quốc Bảo. Các bạn còn lại. Rồi, ok, đây là cách làm của chúng ta. Các em thấy là tại thời điểm 1 giờ ấy, thì số hạt tạo thành và số hạt đã phân số hạt tạo thành và số hạt còn lại bằng nhau. Như vậy nó đã mất đi một nửa và còn lại một nửa. Vậy thì chu kỳ của chúng ta chính là 1. Vậy thì đến thời điểm t bằng 2, tức là sau thêm một chu kỳ nữa thì nó giảm tiếp đi một nửa, đúng không ạ? Vậy thì n sẽ bằng là n0 trên 4, còn số hạt tạo thành thì bằng phần còn lại là 3n0 trên 4. Như vậy chúng ta lập tỉ số thì đáp án của chúng ta là 3. Rồi, rất tốt. Một số câu khác. Cái này thì không quá là phức tạp. Một số câu quá khó thì chúng ta sẽ tự xem sau. Đây, câu này là câu mà tôi muốn các bạn làm. Xin mời mọi người. Câu này đáp án là gì nào? Ok, Trung Kiên. Mấy đứa làm nhanh kệ chúng nó nhá. Mọi người làm chậm nhưng mà mọi người hiểu là được. Không vấn đề gì cả nhá. Không phải là cứ chạy theo tốc độ. Quan trọng là mình làm có đúng hay không đấy. Rồi, Huy Hải, Quốc Trung, Hà Quang, rất tốt. Còn ai nữa không? Ok, Duy Quang. Rồi, Duy Quang chọn lối đi riêng. Hy vọng là lối đi này sẽ đưa em đến thành công. Ok, nào bây giờ chúng ta xem cách giải nhé. Đáp án là B. Rất tiếc, lần này thì không lên được thành công mà lại đi sang chỗ khác rồi. Đây là kết quả của chúng ta. Đấy. Ảo thế nhỉ, gì nữa, chúng nó chọn A, chúng nó chọn B hết rồi kìa. Một mình anh ai mà chọn A, được chưa? Biến đổi những cái cơ bản thôi, có gì đâu mà, nhá. Rồi, thì anh tính lại đi. Rồi, ok. Mấy câu này thì cũng không quá phức tạp, mọi người có thể về nhà xử lý sau. Ok, và đó là toàn bộ phần nội dung của chúng ta trong buổi học ngày hôm nay về vật lý hạt nhân.